Mẹ ơi con muốn tắm mưa. À? Thôi tắm mưa nguy hiểm lắm con. Tắm mưa đi bà mẹ. Thôi được rồi đi theo mẹ. Ôi mẹ ơi dỗ con sợ quá à. Chưa đợi tắm mưa nữa không. Phần tiếp theo. Rồi. Quạt gió to. Rồi. Quạt gió to. Rồi. Quạt gió to. Rồi. Quạt gió không đâu. Cái thứ ba là cùng gia đình cùng nói to lên nha. 1, 2, 3. Các bạn thích quạt gió nào chứ? Rồi. Các bạn thích quạt gió nào nhất? Yếu ớt quá, mình mạnh tí rồi. 1, 2, 3. Các bạn thích quạt gió nào nhất? Phần tiếp theo. Về mẹ có mua bánh cho hai đứa con không? Mẹ có mua bánh cho con không? À? Mẹ hết tiền rồi, mẹ chỉ mua được cho em hộp sữa với bịch bánh cho em thôi. Đằng sau mẹ mua cho con nghe. Dạ mẹ. Yeah. Con cảm ơn mẹ. Yeah. Sao bạn không ăn đi? Làm gì hoài à? Sau lúc kêu làm á, không kêu ta đừng để vô. Giờ vớt kia cho nó cực cả. Cho một tô bún bò không? Đây bún bò của con đây. Hay út thì mà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.